Một vấn đề nữa mà rất nhiều bạn quan tâm đặt ra câu hỏi là khi chúng ta điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm ấy, thì chúng ta có cần thiết phải bôi kem chống nắng hay không? Trong quá trình điều trị nám, điều trị tàn nhang hay các vấn đề về sắc tố, hoặc thậm chí là chúng ta bảo vệ da để chống lão hóa thì cái việc bôi kem chống nắng là một điều hiển nhiên và bắt buộc phải có để giúp cho hiệu quả điều trị nó tăng lên. Nhưng mà trong điều trị sẹo rỗ thì mục tiêu của chúng ta bây giờ là để cho cái đáy sẹo nó đầy lên, cái mô liên kết nó đầy lên nó có liên quan đến, đến sắc tố đâu? Vậy thì có cần thiết phải bôi hay không? thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cùng phân tích với các bạn là cái việc bôi kem chống nắng sau quá trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm ấy nó sẽ mang lại những cái lợi ích gì và nếu chúng ta không bôi thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Chúng ta cùng nhau phân tích về hai cái khía cạnh. Thứ nhất là cái vấn đề quá trình chúng ta điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm nó có đặc điểm gì? À, và thứ hai đó là cái tia UV trong ánh sáng mặt trời nó tác động đến da chúng ta như thế nào? Vậy thì đầu tiên cái vấn đề là tất cả các quá trình, các phương pháp điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm thì chắc chắn là nó đều gây ra cái tổn thương tùy vào cái mức độ và cái phương pháp. À, cắt sẹo, lan kim, phi kim, laser CO2 hay là chấm TCA đều là những phương pháp gây tổn thương bề mặt, thậm chí là tổn thương theo chiều sâu, nó kích thích quá trình tăng sinh collagen. Thứ hai là cái quá trình mà tăng sinh cái sẹo collagen cũng như cái mô liên kết ở dưới cái đáy sẹo lõm ấy thì sau khi chúng ta dùng những cái phương pháp đúng không ạ? Và nó sẽ bắt đầu một cái quá trình tăng sinh liên tục liên tục tổng hợp những cái sợi collagen kèm theo cái cái chất nền HA để nó làm đầy lấp đầy cái phần nói nôm na là cái phần thịt nó làm đầy và có phần sẹo lõm vậy thì ở đó là một cái tổ chức mô liên kết mô hạt và người ta gọi là collagen non đi vì nó chưa trưởng thành đâu và cái quá trình này nó diễn ra liên tục nối tiếp nhau trong vòng suốt 4 cho đến 6 tháng trong quá trình chúng ta điều trị và bây giờ chúng ta phân tích cái khía cạnh thứ hai là trong cái nắng mặt trời nó có thể gây những cái vấn đề gì khi chúng ta không chống nắng cho những vùng da bị sẹo rỗ sẹo lõm chúng ta biết rằng là trong cái ánh sáng mặt trời nó có hai loại tiêu v nó có ảnh hưởng nhiều nhất đến da của chúng ta là uva và uvb đầu tiên là cái tiêu uvb nó là một cái tiêu sóng ngắn và nó có khả năng đâm xuyên nông qua những cái lớp nông của da lớp biểu bì và có thể tác động lên mảng đáy đây là cái tia mà nó làm cho da của chúng ta bị đen dạng do cái phản ứng melanin tăng sắc tố nếu mà chúng ta không bôi kem chống nắng thì cái phần tổn thương vùng da non bề mặt ở những vùng náy sẹo nó sẽ bị tăng sắc tố và cái quá trình sau khi nếu mà đầy sẹo xong mà chúng ta lại xử lý cái sắc tố nữa thì cực kỳ là nan giải cái tác hại thứ hai mà tiêu UV nó gây ra ấy, là nó có cái tác dụng nhiệt nó làm bỏng nắng nó làm tăng cái nhiệt độ cũng như là kích thích những cái phản ứng viêm tại những cái vùng mô non, những vùng da chúng ta nó chưa lành. Và khi này thì các phản ứng viêm nó kéo dài nó sẽ dẫn đến câu chuyện là cái khả năng tăng sinh collagen nó sẽ bị giảm đi. Thêm vào đó là nó có thể tạo ra cái kích ứng nhiệt, nó gây đỏ, nó gây phù nề và nó gây mất nước ở cái vùng da non, ở cái vùng sẹo mới tổn thương đó. Thành phần thứ hai từ cái nắng mặt trời đó là cái tia UVA Và chúng ta biết rằng là tia UVA nó là cái tia hàng đầu Nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư da đúng không ạ? Và đây là một cái hình ảnh tổn thương lão hóa đứt gãy collagen do tia UVA chiếu vào một cái da bình thường Một cái da bình thường nó làm cho các sợi collagen đứt gãy và nó tạo thành những cái đếp nhăn lão hóa như thế này Vậy thì quay lại là với những cái tổn thương sau khi chúng ta điều trị sẹo Nó là một vùng da rất là yếu rất là mỏng manh ở đó nó đang có quá trình tăng sinh collagen những cái sợi liên kết và chất nền ha nếu mà chúng ta không che chắn cái tiêu ova này lại thì cái khả năng tiêu va này nó chiếu liên tục và nó sẽ làm đứt gãy hết toàn bộ các sợi collagen mới nó đang tổng hợp nó làm tiêu hủy nó làm kích thích quá trình tiêu cái ha đi và cái hiệu quả điều trị dầu dô dẹo lõm nó sẽ không có hiệu quả tốt nhất cho các bạn và có một điều này các bạn nên nhớ nữa là cái tia UVA này nó không chỉ có xuất hiện khi mà có ánh nắng, có tia nắng mặt trời đâu mà ngay cả khi không có ánh nắng trong trời mưa, trong trời dâm mát thì cái tia UVA này nó cũng xuyên tới trái đất, nó cũng tác động đến da của chúng ta. Tóm lại, tất cả xuất phát từ những cái khả năng, những cái tác hại mà ánh nắng nó có thể gây ra cho những cái vùng da sau khi chúng ta điều trị sẹo thì chúng ta Kết luận lại là chúng ta phải dùng kem chống nắng khi chúng ta điều trị sẹo rô sẹo lóm Không phải là nên hay không nên nữa mà chúng ta phải dùng Để cho cái hiệu quả điều trị sẹo để diễn ra có hiệu quả được tốt nhất Cũng như là nhìn chung là nó sẽ giúp cho toàn bộ da của chúng ta nó sẽ giảm Cũng như là hạn chế cái quá trình lão hóa tự nhiên Cảm ơn các bạn đã xem video và nếu mà các bạn có bất cứ những vấn đề, những cái thắc mắc hay những câu hỏi nào xoay quanh cái vấn đề điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm, điều trị trẻ hóa da thì các bạn có thể là comment xuống phía dưới, bình luận xuống phía dưới để bác sĩ sẽ ghi lại cũng như là tiến hành làm những cái video tiếp theo để chia sẻ tới các bạn đừng quên để lại một đăng ký kênh một subscribe và bật cái chuông lên để bạn sẽ nhận được những video tiếp theo những video hữu ích về chăm sóc sức khỏe cũng như là làm đẹp cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của tôi bye bye